mẹ ơi, mẹ cho con về nhà ấy, con không muốn vào tù đâu. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Con không muốn vào tù đâu mẹ ơi. Nhưng mẹ cho con về nhà luôn mẹ nhá. Mẹ Dung. Mẹ cho con về nhà luôn. Không vào đây cả, chỉ là vào lấy thuốc thôi mà. Ừ thì vào lấy thuốc. Con không ngủ qua đêm được ở đây đâu, con không muốn xa nhà. Con chỉ muốn đi làm để kiếm tiền, chứ con không phải ở nhà ăn bám. Mẹ hiểu cái nỗi khổ đấy của con. Người mấy tuổi rồi? Con 18 tuổi rồi, con muốn ra ngoài kiếm tiền, chứ con không muốn ở nhà. Thôi ba mẹ anh ạ, con chờ con vào đây. Hồi nhỏ con lớn lên trong hoàn cảnh bạo hành. Bị anh ạ tâm lý, bị bố mẹ đánh đập. Con tưởng lắm, ai đánh mày? Ai đánh mày? Ba mẹ chả phải ba mẹ đã mười hàng trăm lần bắt con đi chạy. Hồi nhỏ con đánh con, thấy con đến què cả chân. Cậu tìm nát cả cái mẹ đùi con như thế mà bảo là bảo à, không bảo ảnh. Mẹ sống mẹ chỉ biết nghĩ cho mẹ thôi. Con bảo mẹ cho con về, mẹ không cho con về. Mẹ cứ ăn ở độc ác cho lắm vào. Rồi Phật nào độ cho mẹ được.